Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại khoa học CS dành cho người đi làm. Và trong video hôm nay thì mình sẽ nói về phương thức tiếp theo bạn nhé, là Every. Phương thức này thì nó khác phương thức sum ở cái điểm này các bạn này. Every ấy, các bạn thấy là cái từ khóa, từ này nó gì? Nó nói lên cái tần suất này luôn luôn các bạn nhé. Nghĩa là gì ạ? Khi các bạn sử dụng phương thức này để check array nhé, thì nó sẽ loop qua tất cả các phần tử trong cái mạng và gì? Nó check trong cái mỗi lần lúc qua thì nó gì, nó chạy con bách này các bạn nhá, và nó check true false. Và tất cả các phần tử này khi nó lúc qua, nếu là true thì gì, nó trả lời true các bạn nhá. Còn nếu trong quá trình lúc ấy, chỉ cần có một phần tử thôi, một phần tử các bạn ạ, là false thì ngay lập tức nó dừng cái thằng lặp đó các bạn nhá, và gì, nó trả về giá trị false các bạn nhá. Rồi thì cái thằng kia thì gì? Khi có một thằng sum thì có một thằng true thì true các bạn nhá, còn không có thằng nào true thì nó mới là false không ạ. Những thằng này thì ngược lại gì ạ, phải tất cả các bạn nhá, là true thì mới true đúng không ạ. Và có một phần tử quan trọng gì, có một phần tử là false thì nó sẽ false nhá. Rồi thì mình sẽ dựa vào cái điều kiện đấy để mình sẽ build ra cái, tức là gì, nó chỉ cần đây các bạn nhá, có một element false thì nó sẽ gì, trả về false nhá. Đấy. Còn tất cả ok thì true hết, đúng không? On true này. Tất cả element true thì trả về gì ạ? Trả về true đúng không ạ? Rồi thì mình dựa vào cái điều kiện này và mình viết ra một pattern của thằng every các bạn nhá. Ở đây thì các bạn có thể check kết quả cho mình này. Có một cái phần tử nào lớn 18 đúng không ạ? Mình đang thử với cái gì, cái hàm co nó nhận là every nhá, và mình truyền vào một con bách các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy không, nó nhận là false đúng không ạ. Còn nếu các bạn đưa cái này true hết này, ví dụ đây là 19 này đúng không ạ, và đây là 20 đi, và đây là 19 luôn, đấy thì các bạn thấy nó sẽ trả về true đúng không ạ. Rồi thì mình sẽ xóa cái này đi và mình build lại. Rồi bước đầu tiên đúng không ạ, thì mình sẽ phải tạo ra một cái hàng custom của thằng every đúng không ạ. Thì dùng array đúng không, chấm gì, prototype chấm cái thằng every nhỉ, custom thì bằng gì ạ, bằng cái function nhá. Đây mình sẽ console chấm log ra cái thằng mình thu nhỏ này lại bạn nhá, để mình chạy luôn cái trình duyệt chôm ở đây, console log ra gì ạ, every running nhá. Sau khi các bạn define ra một cái function đúng không ạ, thì các bạn gì, để gọi function các bạn gì, dùng UG đúng không ạ, dùng cái mạng đầu vào chấm với tên phương thức các bạn nhá. Đấy ạ. Và gì, dùng cái ngoặc này để chạy phương thức đúng không ạ, tên thuộc tính. Rồi các bạn thấy không, mình đã chạy được every running rồi. Thì bước đầu tiên là gì, mình đã build ra được cái thằng custom rồi đúng không ạ, giống như thằng every bình thường rồi. Và bước thứ hai thì mình sẽ check xem gì, mình lấy được zip cho các bạn nhé. Đây zip là gì, 19 20 các bạn nhé, là cái mạng đúng không. Thì cái thằng object nào chấm cái phương thức này đang gọi đúng không, thì phương thức này đang được chạy trong quá trình runtime, phương thức này được chạy trong bối cảnh gì, tương ứng với object là UG các bạn, cho nên là cái trong cái thằng khi các bạn chạy này thì zip ở trong cái array custom này nó sẽ là gì, nó là object này các bạn nhé, chính là mạng này đúng không ạ. Rồi mình có zip rồi, là có cái mạng đầu vào rồi đúng không ạ. Và khi mình chạy cái every custom này, hiện tại là mình chưa truyền vào, khi mình chạy cái hàm này này đúng không ạ, thì cái function này là code các bạn, và nó cũng chưa nhận tham số các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ nhận vào một cái argument là gì ạ, là cái function callback đúng không ạ, giống như cái kia đó. Trong đây mình sẽ console ra chấm log ra 123. Và khi nhận vào argument này thì cái thằng này sẽ nhận vào parameter là mình đặt là callback cho bạn nhé, đúng không? Thì các bạn gì, bạn đang chạy cái hàm này mà đúng không? Thì cái giá trị nhận vào đây là callback nhé. Và mình sẽ còn xuân lốc ra thêm cái callback này cho bạn xem, cho mình nhận được cái giá trị truyền vào chưa, đúng không? Đấy các bạn thấy không? Mình đã nhận được cái function là gì? Còn xuân lốc 123 nhé. Rồi mình có callback rồi, mình có zip là cái mạng này rồi đúng không? Thì công việc là gì? Một là loop qua nhá, loop array, loop array đúng không?
mình sẽ có gì for let các bạn nhé, của item of gì ạ, của this nhá. Mỗi lần loop qua thì mình sẽ console log ra cái item xem nhận được chưa nhá. Đấy, các bạn theo ạ, mình đã nhận ra được cái item này, đúng không? Rồi sau khi nhận được item này thì bước tiếp theo ở trong vòng là for này. Mỗi lần for thì mình phải chạy callback các bạn nhé. Callback chính là cái function này, nó chuyển sang lên đúng không ạ? Biến callback đang bằng bằng cái function này đúng không ạ? Thì function expression mà đúng không ạ? Let callback bằng cái function này, cho nên là để chạy cái function này thì mình phải gì? Callback đúng không ạ? Và truyền vào cái giá trị là gì? Item các bạn nhé. Tất nhiên rồi, khi các bạn gọi callback truyền vào item thì tức là cái function này là call đó, thì cái giá trị item nó sẽ nhận được vào đây dưới dạng parameter là gì? Mình gọi nó là element nhé. Và mình sẽ console log ra cái element cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Mình đã nhận được các element này 19, 20 đúng không? Từ thằng core chuyển xuống đúng không? Tiếp theo gì ạ? Cái thằng callback này nó sẽ nhận vào kết quả trả về của cái hàm người dùng DeFi các bạn nhé. Cái element là chính là các cái phần tử này rồi đúng không ạ? Và mình sẽ đưa ra cái điều kiện để so sánh và trả về chú vô đúng không ạ? Thì đây mình sẽ if đi ạ. Nếu thì mỗi lần chạy mình sẽ có element lớn hơn 18 gì tân chu, và bé hơn 18 thì gì tân phô, đúng không ạ? À, mình thay cái mảng này là cố tình cho nó nhỏ hơn các bạn nhé, 15 này và đây 13 đi, đúng không ạ? À, thì khi mà thằng con bách này chạy, nó nhận vào cái kết quả các bạn nhé là constant. Mỗi lần chạy nó là độc lập với nhau nhá. Mỗi lần chạy thì tất cả câu lệnh ở trong body là chạy với cái giá trị element khác nhau đúng không ạ? Cái giá trị chính là cái giá trị mình đưa vào trong vòng lặp này. Rồi thì khi mà mình có cái thằng này thì mình sẽ gán cái kết quả trả về của cái hàm callback này bằng cái gì ạ? I for các bạn nhé. Thì bằng này. Tức là mình xem tất cả những cái callback chạy thì có thằng nào for không, bởi vì gì? Các bạn nhớ cái câu là cái kết quả của nó này, có một element for thì nó trả lời for luôn các bạn nhé. Cho nên quá trình loop qua đây thì chỉ cần một cái element for thì mình sẽ trả về for luôn đúng không ạ? À, mình sẽ console.log ra cái value này, item này cộng với gì? I cộng với lại nối với kết quả trả về các bạn nhé, là i for, xem có thằng nào for không ạ? Rồi các bạn thấy không ạ? Thái 15 này đúng không? 15 truyền vào đây thì 15 đâu lớn 18 đúng không? Nó gì tên for, cho nên nó bứa chứa cái giá trị for bằng trong info này nhá. Nó là for này. Tương tự 20 là gì? Chu đúng không? 20 lớn 18. 13 là for và 20 là chu đúng không? Thì tất nhiên rồi. Thì khi lặp qua đây này thì mình sẽ gì? Không chạy đến cái phần tử cuối cùng các bạn nhá. Chỉ cần thì trong quá trình lặp mình gặp ngay cái for ngay lần đầu tiên này đúng không? Thì mình if ngay. If cái info thì gì? Mình sẽ return for luôn các bạn nhé. Đấy, hàm return về kết quả trả về luôn. Còn khi mà gì chạy hết vòng lặp for này không có thằng nào return for thì nó gì? Nó với gì tân true các bạn nhé. Tức là gì? Tất cả phần tử đều true rồi đúng không? Và các bạn có thể test ở đây xem nó có chạy vào cái phần tử sau các bạn nhé. Còn console.log này, cái value, cái item này đúng không ạ? Mà thấy không ạ? Ở đây nó chỉ chạy cái số 15 thôi đúng không ạ? 15 thì là nó nhỏ hơn là cái 18, à lớn 18 thì nó là for đúng không ạ? Thì ngay lập tức nó gặp vào đây for này thì nó gì tân for luôn các bạn nhé. Và nó không chạy cái con số tiếp theo là 20 nhá, đúng không ạ? Thì ở trong cái lần đầu tiên ngay sau nó gặp cái này này thì cái vòng lặp này là trả về kết quả rồi các bạn nhé. Thì cái hàm này nó đã có giá trị trả về, cho nên là gì? Nó sẽ dừng ngay ở cái lần gặp đầu tiên. Rồi, đúng như cái yêu cầu của mình rồi nhá. Rồi sau khi như thế này thì các bạn test này, các bạn chứa cái giá trị trả về của thằng gì average constant average resource nhá bằng đúng không ạ? Và mình console log ra, chấm log ra cái giá trị average resource các bạn nhá.
mình viết sai đấy, U L T đúng không ạ? À, các bạn thấy không ạ? Nó là false các bạn nhé, đúng không? Vì số 15 này nó trả về false luôn mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉnh cái này đấy 20, cái này là 19 thì nó sẽ gì? Chỉ dân chu các bạn nhé. À, 20, 19 đều lớn 18. Đợi mình một chút nhé, tại sao nó lại vẫn gì tân phô đây? Mình lót lại nào. Erase custom nào. Element lớn 18 này. Thì tân chu không? À, tất cả này lớn 18 thì đúng là chu rồi các bạn nhé. À, có một số thằng này lớn hơn 18 này thì chỉ tân chu. Đợi chút nha, mình sẽ còn xuân lốc ra cái thằng info đang bị. Tại sao cái thằng này nó có một item nào đấy nó bị sai. Chu phô. Every suit này bằng này đúng không? Tất cả thằng này là gì, nó không chạy vào phô. Info. À, sorry các bạn nha, mình đang bị nhầm đấy các bạn ạ. Info này đúng không? Thì nó trả về cái này phô này đúng không? Phô thì gì? Để chạy vào cái gì tân phô này mình phải phủ định các bạn nhé, đúng không? Đúng không? Thằng nào phô thì phủ định vào đây thì mình mới gì tân phô này mới đúng các bạn này, đúng không? Rồi mình thử lại nào. Các bạn thấy không? Nó trả về chu này. Vì tất cả thằng này chạy vào đây nó đều là chu á. Chu thì nó không chạy vào đây nhá, đúng không? Vì mình đang đưa cái giá trị info này nó nhận về là phô cho nên mình phải phủ định này nhá. Thì nó chạy vào đây là chu mới thì mình mới gì tân phô nhá, đúng không? À, còn không thì các bạn có thể sửa này lại, các bạn hoặc các bạn sửa lại này nhá, y chu. Đúng không? Thằng nào gì tân chu đúng không? Thì nó sẽ chạy vào đây. À, còn khi mà nó gì tân phô. Đúng không? Y chu mà nó bằng phô thì nó gì? Nó sẽ chạy vào đây nhá các bạn nhá, thì gì tân phô đúng không? Đấy. Thì đây là chu nhá, và mình chỉ cần có một phần tử là gì 15. Nhỏ hơn. Đây thì gì tân phô các bạn nhá, một phần tử là gì? À, nó lớn hơn 18. Không lớn hơn 18 đúng không? Thì nó sẽ gì tân phô. Còn phần tử này mình cho lớn hơn đi. 20 thì nó vẫn gì tân chu nhá. Thì tất cả các phần tử này đều thỏa mãn gì lớn 18. Và chu, cái này bằng chu thì gì? Nó sẽ không chạy vào đây nhá. Còn khi nào nó bằng phô thì nó mới chạy vào đây và mình gì tân lại phô nhá. Rồi. À, ở video này mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái hàm every. À, và ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sang hàm map các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.